Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn các khúc trống cơm. Các khúc này đang rất là đình đám ở trên TikTok và động tác siêu dễ luôn. Trước khi bắt đầu bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên thì tay mình sẽ chấm 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 ba cái và mình sẽ bung lên đằng trước. Hấp hấp hấp. Rồi sau đó mình sẽ đập tay giống như đập lên cái trống gì đó. Bùm sắc sắc hấp là mình sẽ đập xuống dưới và tay nắm lại. Trống cơm là mình để lên. Sau đó mình dằn xuống dưới một cái, cuộn và hấp hấp. Ok, sau đó mọi người sẽ múa quạt một cái và xoay phần tay như thế này. Ok, mình sẽ đếm lại một lần nữa nha. Chắc 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 hấp và hấp và hấp. Từng bằng có cái trong cơm, khen ai khéo gỗ ô mấy bông mà nên bông dừng. Ok, phần hông thì mình sẽ đánh qua đánh lại liên tục như thế này. Nếu mà mọi người chưa biết cách làm hông thì Bin sẽ để video hướng dẫn ở đây nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc trống cơm rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể thực hiện trend này nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn yêu cầu Bin làm một cái hướng dẫn nào mới thì hãy comment ngay bên dưới cho Bin biết nha. Đừng quên like và share video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.